diện áo dài thùy mị nhưng đu chen top top cực căng, nữ sinh khiến cả lớp náo động. Đẹp lắm em ơi chiếc áo dài, xem kìa vóc liễu bước khoan thai, thanh tao kín đáo thêm trang nhã, lịch sự yêu kiều với mảnh mai. Thôi, cắt, hình ảnh thướt tha nhẹ nhàng với tà áo dài đã xưa rồi diễm. Nữ sinh bây giờ dù diện áo dài nhưng mà vẫn quẩy nhiệt top top cực căng nha các bạn ơi. Ngoài nhân vật chính thì hai bạn nam phụ họa phía sau cũng được gây chú ý không kém nhỉ, khiến cư dân mạng xỉu up xỉu down luôn. Chuẩn bị vào năm học mới rồi, các bạn mặc đồng phục, mặc áo dài quẩy top top thì hãy gửi về cho 8TV ngay và luôn nhé. Tết thanh xuân là một đi không trở lại đâu nè. Nhớ là ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày nữa nha.